Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món ngon Việt Nam. Chương trình hôm nay Quốc muốn mời các bạn vào bếp để cùng Quốc thực hiện món cá điêu hồng chưng với lại thịt băm. Để thực hiện món này thì đầu tiên Quốc đang có đây là một miếng phi lê cá điêu hồng. Với một miếng phi lê cá điêu hồng định lượng cỡ 400g thế này thì mình sẽ dùng 100g thịt xay. Và thịt xay này mình lựa cái phần nó có nạc, có mỡ thì nó sẽ ngon hơn. Khi hấp thì cá nó sẽ béo, nó ngấm ngược cái mỡ heo vào trong cá này, nó sẽ hấp dẫn hơn. Và với miếng cá điêu hồng này thì Tiên Quốc sẽ cắt nó ra, mình sẽ lựa 6 cái miếng đẹp để mình chưng cho nó hấp dẫn. Đây, mình chắc cá là miếng như thế này. Cái phần cá còn lại này mình sẽ cắt hạt lựu mình cho vào trong thịt để mình trộn cùng. Ông sẽ cho hết cái phần cá này vào trong tô. Cái đến là cái phần thịt xay 100g cũng cho hết vào luôn. Đang có đây là hai cọng hành, mình sẽ thái nhuyễn mình cho vào. Hành tím Quốc dùng 2 củ, mình sẽ thái mỏng như vậy, không cần phải băm nhuyễn đây. Cái đến là phần tiêu, tôi sẽ cho đây là 1/2 thìa cà phê tiêu. Bây giờ Quốc sẽ nêm vào đây. Đầu tiên là hạt nêm, Quốc sẽ cho vào 1 thìa cà phê. Đường Quốc sẽ cho vào 1/2 thìa cà phê. Phần nước tương ly cơm ki, Quốc sẽ cho vào đây là 1 thìa ăn cơm. Dầu mè ly cơm ki, Quốc sẽ cho vào 1 thìa cà phê dầu mè. Cái đến Quốc sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê dầu hào. Sau cùng mình cho 1 quả trứng vào, rồi mình sẽ trộn đều nó lên. Cái phần cá này, trước khi mình đang hấp, mình sẽ cho vào đây là hạt nêm, mình sẽ cho vào đây là 1 thìa cà phê hạt nêm. Tiêu cho vào khoảng 1/2 thìa cà phê tiêu. Và chúng ta sẽ trộn đều nó lên để cho nó thấm với cá, tí mang đi hấp nó sẽ ngon ha. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái đĩa sâu lòng như vậy. Cái đến là mình sẽ gấp cái phần cá, rồi mình xếp vào trong đây. Ta xếp cho đều nha. Và bây giờ chúng ta múc cái phần thịt này. Đầu tiên mình sẽ cho vào ở giữa trước. Đây, cái đó mình cho ở xung quanh. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo này. Mình sẽ chưng cách thủy nó. Và khi mà nước sôi lại thì mình canh khoảng 15 phút. Thì cái phần cá chưng với thịt này nó sẽ chín. Như vậy là sau 15 phút chúng ta chưng cách thủy đó thì cái phần thịt chưng với cá này cũng đã chín rồi. Bây giờ Quốc sẽ lấy ra. Và mình chỉ việc là cho lên trên một ít hành nè, ớt nè, thì là cũng như là phần ngò là xong. Như vậy là món cá chưng với thịt băm của chúng ta đã hoàn thành. Với món ăn này thì các bạn cũng thấy đó, cách làm thì rất đơn giản thôi. Tuy nhiên chúng ta phải có được những loại gia vị của ly kim ki, chẳng hạn như là nước tương, dầu mè, thì món ăn chúng ta nó sẽ ngon hơn. Và đặc biệt khi kết hợp với cá nó sẽ bán đi hoàn toàn 18 bữa cá. Chúc bạn thành công với món này vào những dịp cuối tuần của gia đình mình.